tập 23. Ôm linh khanh đệ ma sa mã pin ra wa. Cậu giúp tôi tìm người thâm hậu hơn, tôi phải dạy cho hai cho con nó một bài học mới được. Đêm nay là ngày rằm trăng tròn, linh hồn con hổ tinh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hà Kim, chỉ là cách này không hiệu quả rồi. Con không thể nào quay trở lại làm người bình thường hả ba? Con mau nói với ba mẹ tới nhà chú xin hỏi cưới lòi đi. Chắc định mình đã sắp đặt khiến con phải đối mặt với số phận như vậy. Thả ra! Con bị điên rồi sao? Ba mới điên đó. Tôi thấy chuyện này lạ lắm đó ông chủ. Lạ chỗ nào? Chú cũng có thể trừ phép cho người bị tưới vào bùi yêu đúng không? Cậu lấy cái khăn trắng ở trên khay lau mặt cho cô ấy đi. Dạ. Sao tự nhiên tôi lại ở chỗ này được? Ai đã trói tay tôi vậy? Cởi trói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao tôi không có nhớ gì hết á? Cô bị con trưởng làng là công đệt tưới dầu bùi yêu lên người. Vậy hắn có lợi dụng cơ hội làm gì tôi không? Cô bình tĩnh làm một chút đi. Về chuyện đó tôi cũng không biết thế nào nữa. Nhưng mà bây giờ cô đã an toàn rồi. Tác dụng của dầu bùi yêu chỉ sử dụng được cho một người một lần mà thôi. Nếu sử dụng lại nữa cũng không có hiệu quả. Cô qua đây ngồi xuống đi. Từ từ thôi. Tôi sẽ niệm chú bảo vệ cô và đẩy năng lượng xấu ra ngoài. Từ giờ dù cô bị người khác bỏ bùa hay chơi ngải thì bùa ngải cũng không làm hại tới cô được. Chắp hai tay lại. Phá sẩm sẩm, quý xạ thê phá, sẩm pha tịch chả mi. Lần này nếu như không có anh, không biết bây giờ tôi đã trở thành cái gì nữa rồi. Tôi phải cảm ơn anh Fakin nhiều lắm. Tôi nghĩ người mà cô nên cảm ơn nhiều nhất không phải là tôi, mà là chú Mại mới đúng. Nếu như chú ấy không nói ra thì tôi cũng không thể nào nhận ra được là cô bị dính bùa yêu của Rai Nguyên. Anh nói vậy làm tôi buồn lắm đó. Trước giờ anh cũng biết rồi, suốt cuộc đời của tôi chỉ yêu một người con trai thôi. Người đó chính là Fakin. Sao tôi có thể đi thích một người xấu xa độc ác như Rai Quyên chứ? Thằng Rai Quyên, tao sẽ tỉ mày xuống địa ngục. Đừng ba, đây là anh Fakin. Trúng bùa yêu của Rai Quyên thật sao? Đúng là không dám tin lại có thể xảy ra chuyện giống như vậy. Rai Quyên đã sử dụng cách dơ bẩn đó với con. Tại vì hắn biết dù trên đời này chỉ còn một người con trai, con cũng không bao giờ yêu hắn đâu ba. Cảm ơn cậu Fakin vì đã cứu con gái tôi. Tôi không biết làm sao trả ơn cậu đây. Tôi không cần hai người trả ơn gì hết. Cô Rúng là bạn của tôi, dù sao thì tôi cũng phải giúp đỡ cô ấy.
Đó, bà thấy chưa? Con thật sự không có nhìn lầm người mà. Tôi chỉ có một đứa con gái, nhờ cậu chăm sóc nó giùm tôi nha. Không có gì nữa, thì tôi xin phép về. Cảm ơn anh lần nữa nha, Fakin. Được. Tôi về nha. Người con trai như vậy không dễ tìm đâu. Bà thấy, con mau tranh thủ lấy lòng Fakin đi. Nhanh lên có biết chưa? Dù sao đi nữa, con cũng không bao giờ để Fakin thoát khỏi tay con đâu. Bà cứ đợi coi con đi. Còn tên khốn nạn trai Quyên đó, nên chết cho khuất mắt con. Cái thằng khốn đó sẽ không sống lâu trên đời đâu. Y tá, cô đúng đó rồi. Tôi cũng không biết nữa. Đó, trúng. Em bỏ đi đâu mất tiêu vậy? Đừng có làm phiền tôi nữa. Em bị làm sao vậy hả? Thái độ như vậy là sao chứ? Lùi lại đi, không được tới gần tôi. Em nói khùng nó điên gì vậy? Mau đi với anh, lên lên. Buông tôi ra, buông tôi ra đi. Đi, buông ra. Đừng cứ mà đụng vô người của tôi nữa. Cũng đừng nghĩ tới chuyện làm mấy trò dơ bẩn với tôi. Tôi nói cho anh biết không có tác dụng gì đâu. Tôi cũng sẽ báo cho cảnh sát bắt anh vô tù. Bác sĩ, anh giúp tôi đi. Cô có chắc chắn là muốn tôi giúp cô hay không? Tôi chắc chắn. Cứu tôi với. Mọi người ơi, cứu tôi với. Tên đàn ông biến thái này, hắn muốn hãm hiếp tôi. Cứu tôi với. Cô nhớ cho kỹ đó. Cô dám nói vậy với tôi sao? Nhớ đó. Trúng à, cô cảm thấy khỏe hơn rồi phải không? Khỏe ghê á. Hôm nay không có ai làm phiền mình hết. Trời cũng mát nữa chứ. Anh Trai Quyên, sao tự nhiên đá em? Mày còn dám hỏi tao nữa hả? Mày có biết là bây giờ Trúng đó đã phản bội tao rồi hay không? Ừ, sao tự nhiên lại như vậy anh? Tao không biết mới kiếm người chút giận đây. Nè, sao mày đảm bảo với tao rằng bùa của sư phụ chốt xài tốt lắm mà, tại sao bây giờ nó mất hết tác dụng rồi? Anh bình tĩnh lại đã. Em cũng không biết trả lời sao nữa. Hay là anh tới hỏi sư phụ chốt luôn đi. Em nghĩ là sư phụ chốt chắc chắn sẽ có cách gì đó để giúp anh. Ta nghĩ là chắc chắn có người phá giải bùa yêu của ta rồi. Lúc đó thằng Fakin đưa cô ấy ra ngoài. Sau khi cô Trúng ra ngoài thì thay đổi tất cả luôn. Tôi biết là thằng Fakin chắc chắn liên quan tới chuyện này. Người có thể phá giải được bùa yêu của ta nhất định là người phải có phép thuật rất thần thông. Ta thật sự rất muốn biết người đó là ai. Sư phụ à, cho tôi thêm một lọ dầu bùa yêu nữa đi. Lần này phải mạnh thiệt mạnh nha. Không được. Dầu bùa yêu này chỉ xài được một lần cho một người thôi, không thể xài lại lần hai. Vậy có nghĩa là Trúng nó đã sẽ không bao giờ quay lại với tôi nữa hay sao? Trời ơi, có gì đâu mà cậu phải sợ chứ. Không bao lâu nữa, khi phép thuật của cậu ngày càng mạnh hơn, tới lúc đó thì cậu muốn thứ gì ở trên đời này, cậu sẽ có được tất cả. Những người cậu cho là kẻ thù cũng không dám đụng tới một sợi tóc của cậu đâu. Vậy thì sư phụ còn không mau truyền dạy phép thuật hết cho tôi đi. Tôi sắp đợi hết nổi rồi đây.
Bây giờ á, tà thuật của sư phụ chốt lan tràn khắp nơi, chỗ nào cũng có, tới nỗi dân làng ai cũng khổ sở hết. Anh Mài à, giúp mọi người đi. Các cậu muốn tôi giúp điều gì? Anh cũng là người lượng phép giống sư phụ chốt mà, sao anh không giúp dân làng trừng trị ông đi, để sau này ông ta không dám làm hại ai nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ ra tay giúp đỡ mọi người. Nếu như anh đã nói như vậy thì mọi người cũng có thể yên tâm được phần nào rồi. Người nào dám thách thức ta vậy? Tôi tới đây không phải thách thức ông, tôi chỉ muốn nhắc nhở ông đừng sử dụng phép thuật để làm hại người khác. Rốt cuộc ông là ai? Là ông ta đó sư phụ. Dân làng đồn đại với nhau rằng ông từng giết Hổ Tinh. Tôi từng gặp ông ở trong chùa rồi. Hắn ta tài giỏi tới đâu chứ? Có muốn thử đấu với ta một trận không? Tôi đã nói rồi, tôi không phải tới để gây chuyện với ông, tôi tới để nói chuyện đàng hoàng. Giờ ta không tin thì ông tính làm sao đây? Nếu vậy thì tôi nhất định phải ngăn ông lại bằng được. Tôi nhớ ra rồi, tôi từng thấy ông ta nói chuyện với thằng Hoa Kiên ở trong bệnh viện á. Chắc chắn là do ổng làm. Ông đã quá giải bùa yêu của chúng đó đó. Tối hôm qua bác sĩ Thanh Khôn lại không về nhà nữa hả? Phải đó, mấy hôm nay tối nào bác sĩ cũng ở suốt trong phòng thí nghiệm, chắc là có ca bệnh nào đặc biệt thôi. Cô tới rồi đó hả? Bữa nay người yêu không đưa đi hay sao? Người yêu nào hả? Thì là con trai của trưởng làng đó. Chuyện này ở đây ai mà không biết đâu. Cấm cô không được nói nữa. Tôi không đời nào quen một thằng xấu xa thấp hèn như hắn ta đâu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi nghe không hiểu gì hết. Mới hôm trước tôi còn thấy ngọt ngào với nhau mà. Coi bộ hai người này chia tay thiệt rồi. Bệnh gì vậy? Tại sao phải lấy máu đi xét nghiệm? Bác sĩ à, anh có chuyện gì giấu tôi phải không? Fakin bị
Anh ấy bị một số bệnh bẩm sinh, tôi phải lấy máu để tìm cách để chữa trị cho anh ấy. Là bệnh gì vậy hả? Có nghiêm trọng lắm không? Là một loại bệnh mới. Tôi nghĩ là cô không cần bận tâm tới chuyện này đâu, tại vì đây là trách nhiệm của tôi. Sao tôi không quan tâm được chứ? Tôi yêu anh Fakin, tôi cần được biết tất cả mọi thứ về căn bệnh này thì tôi mới có thể chăm sóc ảnh một cách tốt nhất. Bác sĩ tuyệt đối không được giấu tôi chuyện này. Đây là bí mật của người bệnh, tôi không thể nói dai được. Cô chỉ cần biết, nếu như tôi chữa trị thành công cho Fakin thì cả hai chúng ta đều được lợi. Được lợi là sao? Cô và Fakin sẽ đến được với nhau, còn tôi sẽ được làm đám cưới với em Loi. Bác sĩ, anh sẽ được làm đám cưới với Võ Loi thiệt sao? Cô chủ đang định đi đâu vậy hả? Chị lính chị không còn lúc nào cũng tò tò theo sát em cả ngày như vậy đâu. Em không biến đi đâu được đâu. Thiệt ra thì tôi cũng đâu có muốn làm vậy với cô đâu, mà tại... Chị lính chị nè, em nhớ ra em để quên hộp cơm ở trong lều rồi. Em nhờ chị quay lại trong lều lấy giùm em có được không? Dạ được. Bà thấy cô chủ không? Ông chủ đang tìm đó. Ở đằng kia kìa. Cô chủ, cô chừng vách đá. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ vách đá bị lở. Loi, anh Fakin, anh có bị làm sao không? Đau một chút thôi. Loi à, con có bị gì không hả? Con không bị gì hết. Em cảm ơn anh Fakin nha. Nếu không sao thì con nên quay về lều đi. Đứng ở đây nguy hiểm lắm. Đi. Đó, nhìn cái gì mà nhìn, tiếp tục làm việc đi. Anh Fakin à, anh có đau không vậy? Hồi nãy hơi đau một chút. Tôi đi trước cho. Bà có thấy giống những gì tôi thấy không? Bộ bị đuôi sao mà không thấy? Nguyên cái tảng đá to như chị mà anh Fakin không đau gì hết. Ui, cũng ngộ quá ha. Mà tôi cảm thấy chuyện này cũng kỳ lạ lắm á. Chuyện này là chuyện gì? Thì ông chủ của mình đó. Mấy hôm nay tôi có thấy ông chủ hình như không có thích anh Fakin cho lắm. Tôi tưởng chỉ có mình tôi nghĩ vậy thôi chứ. Mà bà có biết tại sao tự nhiên ông chủ lại vậy không? Thiệt tình là tôi không có biết. Nhưng mà tôi dám chắc là ông chủ bắt đầu thay đổi từ bữa xe xém rớt giật á. Đúng thiệt. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà tụi mình không biết rồi. Vậy mình có nên biết hay không? Biết cũng đâu có mất mát gì đâu. Nhưng mà
Giờ tụi mình đi hỏi ai thì mới biết được. Kiếm chú Fana đi. À, anh đem mấy loại đá này đem phân loại ra, đừng để lẫn lộn với nhau đó. Dạ. Chú Fana à, có chuyện gì không? À, tụi con có chuyện này thắc mắc. Tụi con muốn biết là... Không phải, thiệt ra tụi con không muốn biết. Nhưng mà nếu như tụi con biết thì cũng tốt có đúng không? Và nếu tụi con không biết thì cảm thấy rất khó chịu có phải không? Dạ phải đó. Hai đứa muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi. Tụi con muốn hỏi chú là ông chủ với anh Fakin dạo này có chuyện gì hay không? Tại tụi con thấy dạo gần đây ông chủ có vẻ không hài lòng với anh Fakin cho lắm. Đúng đó chú, với lại ông chủ muốn chú Fana với anh Fakin dọn đi ra ngoài. Rồi còn nói gì nếu để anh Fakin ở lại trong nhà thì mọi người sẽ không an toàn. Ông chủ nói như vậy là sao hả? Nè, hai đứa nghe chú nói đây. Hai đứa hiểu lầm hết rồi. Ông chủ với Fakin không cãi nhau hay là mâu thuẫn gì hết. Còn chuyện chú với Fakin dọn ra ngoài ở, tại vì lý do cá nhân mà thôi. Chú Fana trả lời như vậy, rốt cuộc là trả lời hay chưa vậy hả? Trả lời vậy á, tôi cũng đâu có hiểu cái gì đâu. Như vậy là sao ta? Anh Fakin à, khuya rồi sao anh còn chưa chịu về? Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Sao trong hầm mỏ này toàn mấy người kỳ lạ không vậy? Nói. Dạ ông chủ. Lúc trước tôi có mua con dao đầu hổ trưng ở đây, bây giờ sao không thấy? Con không biết nữa, trước giờ con chưa bao giờ đụng tới đồ trong tủ này. Vậy có nghĩa là có người vào đây ăn trộm mất rồi à? Hổm giờ không có người lạ nào vô nhà mình. Nếu có thì chỉ cậu Raiwin hay tới nhà mình chung với cô đúng đó không? Rai Quyên. Kim truyền nước biển và ống truyền nước biển còn hơn 30 bộ. Cô làm thủ tục đề xuất mua thêm luôn nha. Cần thêm cái gì nữa không? Ống nhạy của bác sĩ Phyrot, tôi thấy có dấu hiệu bị hư rồi. Cô làm đề xuất mua mới cho bác sĩ đi. Vậy thì tôi làm đề xuất mua 2 cái luôn nha. Cứ đề xuất nhiều, dù gì mình cũng bị cắt ngân sách mà. Cô có bị sao không vậy? Tôi hơi buồn nôn một chút, chắc là bệnh bao tử rồi. Tôi thấy hay là cô nhờ bác sĩ kiểm tra cho chắc đi. Không cần đâu. Mặc dù tụi mình làm y tá nhưng cũng không được coi thường sức khỏe. Kiểm tra coi có bệnh gì còn chữa trị cho sớm. Đã nói là không cần mà. Cô nhiều chuyện quá rồi đó. Chắc là không phải như mình nghĩ đâu. Ông chủ ơi, có chuyện gì? Trưởng làng Công Đệt muốn xin gặp ông chủ. Nói là tôi không rảnh. Dạ được ông chủ. Mau tránh ra, nếu không đừng có trách tao.
Ai cho phép ông vào nhà tôi? Lịch sự một chút đi chứ. Tôi thật sự phải xin lỗi ông. Tôi đến đây là có việc rất gấp. Nếu không thì tôi không tới đây tìm ông đâu. Đối với ông trưởng làng thì còn chuyện gì quan trọng hơn là Amon chết chứ? Chuyện này tôi thừa nhận là mình sai, nhưng tôi cũng không có nói là tôi sẽ không giải quyết tiếp. Tôi đang có nhu cầu cần xài số tiền mà lúc trước ông Đam Rong đã hứa với tôi sẽ cho tôi để mua chức vụ xã trưởng. Công chuyện làm không xong mà còn dám giác mặt tới đây đòi tiền. Ông cũng mặt dày quá rồi đó trưởng làng à. Nếu như ông đã nói như vậy rồi thì chắc tôi phải tới đồn cảnh sát nói chuyện thôi. Tôi nghĩ là cảnh sát cũng rất muốn biết thông tin ai là người đã chủ mưu giết ông Amon. Ông dám hù tôi sao? Người như tôi chưa từng hù ai. Một khi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ làm. Được. Hai ba ngày sau tôi sẽ giải quyết. Nhưng mà làm phiền ông trả lại cho tôi con dao đồ hổ mà ông đã lấy trộm. Ông vừa mới nói cái gì? Hả? Là ai vào phòng của mình lục lọi vậy? Là ba. Con dao mà con đã lấy cắp từ nhà ông Đông Rông đang ở đâu? Con dao gì chứ? Ba nói gì con không hiểu gì hết. Con đừng có nói dối ba. Ba nghe ai nói vậy? Chắc là ông già Đam Rông đó rồi. Ông ta muốn vu khống cho con thôi. Chắc tại ổng ghét con vì con làm phiền con gái của ổng. Con có chắc là con không có ăn cắp con dao thần đầu hổ ở trong nhà ông Đam Rông hay không? Ba à, thiệt tình là con không biết gì hết. Nếu ba không tin á thì ba lục soát người con đi. Đó. Thấy chưa? Ba nói rồi là không có mà. Thôi được rồi. Ba con đừng để cho ba phát hiện ra con đang cất giữ con dao thần đầu hổ đó nha. Lỗi ba nha, con muốn chính là con giết chết thằng Phakir đó. Cô Lôi. Chính là rúng nè. Cô tới đây làm gì vậy?
Bác sĩ Ten Kun đã nói mọi chuyện về tình hình của anh cho tôi nghe hết rồi. Chuyện gì? Thì chính là căn bệnh bẩm sinh mà anh nhờ bác sĩ điều trị đó. Mà anh không cần phải lo lắng đâu. Tôi sẽ bên cạnh anh, chăm sóc anh tới khi anh hết bệnh luôn. Để tôi coi anh có bị sốt không. Có nghe ai nói chuyện của cô Loi với bác sĩ Ten Kun chuẩn bị làm đám cưới chưa vậy? Tôi biết rồi. Hai người đó hạnh phúc như vậy tôi cảm thấy rất là vui. Hai người đó đứng gần nhau tôi thấy xứng đôi vừa lứa lắm. Anh có thấy giống như vậy không? Có. Anh tới từ hồi nào vậy? Anh lúc nào cũng làm tôi bất ngờ hết. Bất ngờ gì chứ, tại vì anh nhớ em quá thôi. Tự nhiên không, em lại tỏ thái độ lạnh nhạt với anh như vậy. Ai nói tôi ghét bỏ anh chứ. Ra khỏi nhà tôi liền đi. Nếu không tôi bắn chết anh đó. Tại sao em đối xử với anh như vậy chứ? Anh đừng bao giờ thể hiện bản chất thấp kém của anh cho tôi thấy nữa. Ra ngoài. Nếu như cô thực sự muốn bỏ tôi để tới với thằng Fakin đó, thì tôi sẽ nói với tất cả mọi người, cô đã là vợ của tôi rồi. Cứ đợi mà coi. Một người như thằng Fakin đó có thèm quen một người phụ nữ dâm đảng đê tiện như cô nữa hay không đây. Thì mình đã không phải như vậy rồi. Sư phụ. Cậu gấp gáp như vậy có chuyện gì quan trọng lắm hả? Sư phụ hãy mau truyền dạy hết phép thuật cho tôi đi. Mất bao nhiêu tiền tôi cũng trả được hết. Cậu chắc chưa đó.
Thanh Khun, tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì em nói? Nếu tôi không tìm được cách chữa trị cho anh, để anh không phải biến thành hổ tinh nữa, thì sau này anh định sẽ làm gì? Tôi buộc lòng phải chấp nhận sự thật. Tôi cũng biết là Lôi rất yêu anh, nhưng nếu anh vẫn là nửa người nửa thú như bây giờ, thì cuộc đời của Lôi phải gặp những chuyện gì nữa đây? Chắc anh không muốn nhìn thấy người mà anh yêu phải chịu đựng đau khổ dày dò tới suốt đời đâu. Tôi biết chứ. Dù tôi có yêu cô Lôi nhiều như thế nào đi nữa, thì chuyện này cũng không hề có kết quả. Tôi và cô ấy không thể nào sống chung với nhau được. Chắc là anh cũng biết tôi đang chuẩn bị đám cưới với em Lôi rồi. Tôi cũng nghĩ là nếu như Lôi không gặp mặt anh nữa, như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn. Vậy là phép thuật của tôi bây giờ có đủ mạnh để chiến đấu với con hổ tinh được chứ sư phụ? Người có thể đánh thắng được con hổ tinh nhất định phải luyện được phép thuật tới cấp độ cao nhất. Anh Thanh Khun chuẩn bị đám cưới thiệt hả? Vậy còn cô dâu là ai vậy anh? Thực ra thì bác sĩ sẽ đám cưới với con đó. Nhưng mà con không có yêu anh Thanh Khun. Người mà con yêu thương và sẽ làm đám cưới chỉ có một người thôi, là anh Pha Kiên. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy không chắc chắn rằng tôi có yêu cô Lôi thật lòng hay không. Pha Kiên đã mất tích rồi. Nó đã thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà từ tối qua. Bây giờ tao đã có phép thuật rồi, tao sẽ không để cho mày tiếp tục sống trên đời này nữa đâu Pha Kiên. Dừng lại đi, dừng lại ngay đi, Trái Tuyến.